Rồi, hello xin chào tất cả các anh em nha. Hiện tại mình về được một mớ A33 bản lưỡi thép trắng không gỉ anh em. Lưỡi rất là bén anh em. Bén. Và đặc biệt là bản này lưỡi nó body rất là sát anh em, chống tiếng tốt. Cao su mềm anh em, không gian lưỡi rất là rộng nha. Cực kỳ đẹp. Mani xay cũng xài mani xay lớn luôn anh em để đủ chịu cái lực anh em đóng cá với cái lưỡi thép trắng như thế này. Thì giá hiện tại bản lưỡi thép trắng không gỉ là 150, nhưng mà mình sale cho anh em dùng thử với giá 99.000 ở trên Shopee anh em. Em lưu ý giúp mình đó là cái giá tốt khi mà anh em mua trên Shopee ha. Hiện tại Shopee hỗ trợ mình rất là nhiều anh em, bao ship, giảm giá đơn hàng các kiểu. Khi mà anh em vào trong cái livestream ở trên Shopee của mình đó, anh em bấm vào cái giỏ hàng, anh em lưu về tất cả các mã giảm giá ha, rồi mã phí ship 25k rồi cái đó rất là nhiều. Anh em vào Shopee mua nó rất là rẻ luôn. Ngoài cái giá dùng thử 99.000 đó, anh em còn được hỗ trợ phí ship 25k rồi giảm giá đơn hàng rồi chia nhiều lắm anh em. Nên là anh em cứ vào Shopee ha. Rồi cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi clip. Em cho mình xin một like và đánh tay thì anh em chia sẻ clip giúp mình ha anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em.